trường nào? Mỹ Thuật Công nghiệp. Mỹ Thuật Công nghiệp à? Bây giờ em học xong chưa? Em học xong rồi, nhưng tôi là thế đó. Thế à? Sao thế? Thế chỉ là con trai thích chơi thôi. Ai bảo thế? Con gái cũng được mà. Thế sao em lại đăng ký vào khoa đấy? Em đăng ký đồ họa nhưng mà thiếu điểm thì em vào cái ngành đấy. Nhưng sau đấy em thấy ngành đấy cũng hay, nhưng nó không hợp con gái lắm. Industrial, tạo dáng công nghiệp à? Anh học trường này đấy. Thế à? Thật đó. Em nhìn mặt anh có giống học trường này ra không?